Xin chào các bạn. Hôm nay cửa hàng Gia Giao Huy sẽ giới thiệu với các bạn hai mẫu dao bán rất là chạy trên thị trường hiện nay. Đấy mà là cửa hàng là bán được rất là nhiều đơn rồi. Đấy. Thì các bạn có thể nhìn ở phía bên trái là mẫu dao thái nhỏ. Đấy, có kích thước là 6 x 18 cm, cán cầm chỉ, có chiều dài là 12,5 cm và được chốt bằng khâu inox. Đấy. Còn mẫu bên phải là mẫu dao chặt thái. Đấy, có công dụng mà chúng ta có thể sử dụng thái này chặt gà vịt các loại gia súc gia cầm xương nhỏ vân vân sử dụng đều được hết. Thì đối với mẫu bên trái này hiện tại các bạn có thể nhìn thấy này, review chi tiết hơn thì hiện tại thì cửa hàng đang bán với giá là 199.000 đồng. Đấy, các bạn có thể đặt hàng được để phần bình luận ở dưới là các bạn có thể lên đơn hàng thành công. Đấy, mẫu dao này được hiện tại đang để giá 199.000 đồng nhé mọi người nhé. Đấy. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến mẫu dao chặt thái bản tâu. Đấy. Chúng ta thấy là tại sao lại gọi bản tâu, bởi vì chúng ta các bạn để ý này, cái phần lưỡi dao này được cong, đấy, được làm cong mềm mại giống dao của những đầu bếp người Hoa. Đấy, thế nên người ta gọi đó là dao chặt thái bản tâu. Đấy. Thì được cái mẫu dao này, cái độ dày lưỡi dao này, cái phần dày nhất này nó có khoảng là 3 mm, rất là dày đúng không nhỉ. Thì đối với cái mẫu này hiện tại cửa hàng đang bán với giá là 279.000 đồng. Đấy. Các bạn quan tâm có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại đó là 0355 470 535, hoặc các bạn có thể comment trực tiếp ở phần phía dưới cái video này, mình sẽ tư vấn cụ thể. Đấy. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video giới thiệu các mẫu dao của cửa hàng lần sau. Tạm biệt các bạn.